chào mừng các bạn nhỏ đang đến với chương trình Chúc bé ngủ ngon của One Way Radio. Anh Năm Đóm, cho anh Năm Đóm chiếc táo nè. Chà chà, sao tự nhiên hôm nay tốt với anh dữ vậy giọt sương? Để anh coi xem là hôm nay trời có mưa bão gì không ta. Anh lấy không? Không lấy em ăn hết luôn bây giờ. Chiều mẹ mua cho em á, em để dành một trái lại cho anh đó. Có lòng tốt mà còn bị nghĩ xấu nữa chứ. Vậy hả? Ừ. Anh đâu có biết đâu. Anh cứ tưởng là như lần trước, có quả xoài chua em ăn không được, lại giả đò đem cho anh. Nhớ đời luôn còn gì. Này tới trái táo, biết đâu như trong truyện Bạch Tuyết bảy chú lùn luôn. Anh ăn xong một cái là tiêu luôn. Gì chứ, sao anh cứ nghĩ xấu cho em không vợ? Lần trước ai biểu anh dành trái xoài với em chi? Cái đó là gậy ông đập lưng ông đó. Nhưng mà nay em có lòng tốt thiệt mà, anh không tin thì thôi á, lát em đem về. Khoan, anh nói vậy thôi. Để đó, chúc anh ăn, cảm ơn giọt sương nha. Chúc anh ăn xong mà anh đau bụng là bắt đền giọt sương nha. Anh Đom Đóm đúng là suy bụng ta ra bụng người nè. Bình thường hay chọc em cho nên hôm nay sợ em chọc lại chứ gì. Hey, em có câu chuyện này hay lắm, muốn kể cho anh và các bạn cùng nghe nè. Cũng liên quan đến trái cây luôn á. Chà chà, em kể anh nghe thử xem nào. Mình cùng lắng nghe nha các em. Cái túi áo khoác đỏ của bé Na phồng lên. Cô bé không muốn cô giáo của mình là cô Mai để ý, nên đã nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Cô bé móc từ trong túi ra một quả cam lớn và rồi giấu nó vào phía sau của hộp bút chì màu. Buổi sáng thường trôi đi thật mau bởi Na thường thích nghe cả lớp đọc. Nhưng hôm nay thì không, cô bé không thể giữ tâm trí mình khỏi suy nghĩ. Tuấn, cậu bạn cùng lớp đã ra tín hiệu cho các hoạt động đặc biệt mà em đã lên kế hoạch từ trước. Và Tuấn cho rằng lớp học không nên đợi đến giờ toán mà hãy sẵn sàng ngay khi cô Mai quay lên bảng. Cả lớp phấn khởi khi cô Mai nói lấy sách toán ra học. Khi Tuấn đặt tay lên trên bàn, Na che miệng lại vì cô bé không muốn cô Mai nghe thấy tiếng cười khúc khích của mình. Bé Na thò tay vào bàn của mình và đã nắm lấy quả cam. Cuối cùng thì cô Mai đã trở lại lớp. Na hít một hơi thật sâu khi nghe Tuấn thốt lên rằng thảm trái cây. Một cách nhanh chóng và rất đột ngột, quả cam của Na lăn xuống cùng với những trái cây khác của các bạn. Căn phòng trở nên náo nhiệt và cô Mai nhìn một cách bối rối. Tuấn chỉ vào những trái cây đó và nói, nó dành tặng cho cô đó cô ơi. Cô Mai nói một cách bất ngờ, cô ư? Cô cảm thấy thế nào hả cô? Cô Mai cười và cảm ơn các bạn trong lớp. Chiều hôm ấy, bé Na nói với mẹ mình rằng, cô Mai nói cô ấy chưa bao giờ nghe về thảm trái cây, nhưng cô ấy rất thích chúng. Cô ấy có cam, bưởi, một vài quả quýt và chanh. Các con giỏi quá, mẹ biết cô ấy thích nó mà. Còn con thì sao? Gần đây con có nhận được trái nào chưa? Na nhìn mẹ một cách bối rối. Ý của mẹ là sao? Con chưa hiểu ạ. Ý mẹ là bông trái thánh linh. Chỉ khi con tin nơi Chúa Giê-xu, Đức Thánh Linh sẽ ban bông trái ấy trong cuộc sống của con. Một phẩm chất của con người mới. Ngài muốn con biết điều ấy. Đó là một danh sách về tình yêu thương, sự vui mừng, lòng bình an, sự nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Tất cả những điều đó sẽ làm con trở nên giống Chúa Giê-xu. Mẹ nghĩ con nên đọc sách một cách kiên nhẫn hơn và sẽ biết làm thế nào để đối xử tốt với tất cả các bạn ở trường. Cô bé lắc đầu, con không biết đâu. Rồi mẹ mỉm cười, mẹ Na nói tiếp. Nó giống như mỗi ngày con được nhận trái thánh linh từ Chúa vậy. Chà, câu chuyện hôm nay lạ mà hay quá ha các em. Ừ. Cái vụ thảm trái cây này lạ quá nha. Lần đầu tiên anh mới nghe luôn á. Các bạn nhỏ trong chuyện thì ngộ nghĩnh hết sức luôn á giọt sương à. Em thấy các bạn đáng yêu thiệt á. Mà bài học mẹ của bé Na dạy cũng hay nữa. Các em ơi, hiện các em có nhận được trái của Chúa mỗi ngày chứ? Hy vọng là có đúng không nào? Ừ, hãy luôn học hỏi và nhờ cậy Chúa thì Ngài sẽ giúp các em có những phẩm chất tốt đẹp giống như Ngài, các em biết chưa? Và anh Đom Đóm có câu kinh thánh này để dành tặng các em đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ,
không có luật pháp nào cấm các sự đó. Galati đoạn 5, câu 22 và 23. Ôi chào, thời gian trôi nhanh quá. Mới đây mà thời lượng dành cho chương trình của chúng ta đã hết rồi. Chị Giọt Sương và anh Đom Đóm phải nói lời chào tạm biệt các em thôi. Chúc các em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp nha. Sao san dịu kỳ tình Chúa cho con người.